đi đây, không có hấp dẫn gì vòng vòng đây. Rồi. Rồi, Tâm mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh. Lần đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay mình và bạn Thành nha. Rồi bạn Thiện, bạn Linh với bạn Thích. Nay mấy anh em mình đi xuống tới Thành Hóa, xã Tân Hiệp. Xuống đây mấy anh em ở gần đây dắt cho đi câu một bữa. Dưới này mương chắc đưa mương này sâu ha. Đường này à, này đánh nhái cá nghe chót 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 trốn hết rồi, mình đánh nhái vào. Nhanh gọn lại á, chứ thì mình đã lên cá rồi các bạn. Lên hàng lên hàng nha các bạn, nhanh còn lẹ quá má đào luôn, vô vỏ. Qua đây, qua đây. Thì mới làm mấy đường lên cá này. Cá ăn nha các bạn. Lên cá. Ồ, chùm rong nữa. Có cá. Rồi. Mang thêm chùm rong nữa. Ê, ê, hết rồi. Ôi, xem trời. Có cái điện thoại nha. Được, được, mình được con chứ Thiện được con các bạn. Cái ngân không ăn nữa. Ruộng này thì nước còn hơi cạn, nước hơi cạn à.
Giờ mấy anh em mình kiếm điểm khác nha các bạn. Đây là trồng vườn trái cây, ổi. Này chắc quýt. Giờ mình lên đường qua điểm khác ha. Dạ. Bắt 1 đến 10. Khỏe đó hả? Táp cái nhảy lên hả? Có con cá không? Con đó. Thành lên cá kìa, dơ lên coi, đó. Có nhớ coi. Lên cá nha các bạn. Nhảy hả? Thống nhảy. Rồi buông ra luôn. Thống nhảy nãy giờ. Giờ có cảm giác. Ép dân con biển, ép bà lòng bên đây dân con biển. Quấn cái xây lưỡi luôn. Chuyển qua đánh nhá thật các bạn. Đây cả nhỏ quấn nhá thật. Quýnh cái đầu này năng lú lú.
kết hả? Rồi đến hang đang quay tàu bánh tắc mã đào luôn. Mình đang quay chế độ tự động, cái hàng mình bấm chứ. Nhái thật. Ê. Lên nhái thật rồi chứ. Quýnh thẳng rồi, mấy tâm na năng quá hả? Chứ mà mình đang quay tự động cái mình bấm quên bấm không, bấm là nó cái tắt, nó đang chạy tự động mình bấm cái nó tắt ngừng lại rồi mất hết khúc. Mày hả bưởi? Lên cá chứ gì? Ni nãy giờ anh vũ anh mấy nhái rồi đó. Vũ anh mấy cá? Nãy giờ 4 con rồi ha. 3 con rồi chứ. Đây 3 cái. 3 cái viên cái. Ừ. Nấm này quá con sâu quá không? Nước nhìn đẹp ha. Ừ. Rồng ghi lượn lưa thưa gì cá không có giữa. Thành được mấy à? 2 à. Ồ, mình thích làm quá. Em rồng mày đâu rồi thiệt? Đâu? Đúng ở giữa hả? Một chút xíu nữa là tao này chị mấy đây. 5. Lấy mấy cục đi, lấy 2 cục gì đi. Thôi chỗ rồi bỏ. Xảy nó đi. Xảy nó đi các bạn. Lên hàng. Vô trúng động cá rồi các bạn ơi. Xệ tay rồi. Lên hàng nha các bạn. Ăn ngoài trống không các bạn? Rồi lắm rồi á. Cho nốt thêm miếng nữa, cá nhỏ quá. Lên hàng nha các bạn. Hugo. Hugo nha các bạn. Hugo cá. Quá Hugo luôn các bạn ơi, má đào luôn. Giật xong cá tay biến luôn. Mini không gì các bạn. Mini không nữa các bạn. À cái này bắt được rồi.
lên hàng nha các bạn. Đó, dính mép nha các bạn. Cá cỡ này bắt được rồi. Cắn hả mày, cắn hả mày, cắn hả mày, cắn hả mày, cá chứ gì. Tự đưa cái ốc ao luôn. Đây cá dạng quá, ăn cái nút sâu không. Móc nha, câu tiếp nha các bạn. Hai con à, hai thả con nữa là ba con. Dọn ra đem tổng không? Để đi lát đem vô. Chết không? Chết sao chết được? Bước qua. Đây. Để đi hồi đem vô. Nó chết không? Đù mẹ cắn nữa. Vô ổ rồi, vô ổ nữa, lên hàng nữa nha các bạn, vô ổ nữa đó, lụm hàng. Yeah, 5 con cái gì. Ừ, cầu thủ nó khác chứ sao, nhỏ sao quýnh nổ rớp rớp rồi. Biết nắng quá vô nghỉ mệt xíu ơi. Uống nước đừng hút thuốc cái ra bồi. Nắng chịu không nổi. Dí nãy giờ dí rồi. Đâu có lỗ đó ngon ha. Ừ, có cái lỗ trống đó. Mình chịu không nổi à. Nhìn đem cá. Dí vậy. Bạn này làm quá nè. Thích bên này dính quá rồi, anh dính cá các bạn, để mình qua bển coi. Ồ, đã dữ. Anh coi coi. Có chơi nước vô không? Ồ. Nặng dữ nha. Ồ, ngon thích. Bữa nay xin luôn vô ghê ta. Ồ bà ơi, bà thích quá trời luôn rồi nè. Ồ, ồ. Cá cũng trầm trọng không ha. Ngay, ngay luôn. Ngay luôn, để ra cho mát. Chứ ai chị ngay lên xuống cho mát. Vô mùa. A few moments later. Chụp tổ da nhái qua luôn. Ba để nó lắc vào câu loạn trắng.
Đó. Lẫm khống luôn không, khống là dính luôn rồi đó. Tầm tầm về cũng khá và ăn mình trước cái rồi bỏ cho nó nhịp sao ba vô lụm liền chứ đâu. Này mà chỗ này mình có quả chỉ đánh nhai thật không, này quýnh cảm giác một nhai anh câu tiếp nữa nha các bạn, này vô luôn. Gì hả Linh? Cá ăn mày hả bưởi, ăn thống nữa. Ủa? thống cho anh thống ăn rồi thống chụp rồi thống lưỡi này thống nó lấy liền à. Thống là dính luôn. Đến này thống là dính luôn. Hai con đó. Ăn thống là dính luôn. Trúng thời điểm à. Hello. Trúng thời điểm rồi. Rồi mất nhái làm tiếp nữa nha các bạn. Đâu anh tính lên hàng nữa kìa. Lên hàng. Lên hàng nữa nha các bạn. U quá phê luôn các bạn ơi. Vô trúng cái ruộng cá quá dữ rồi. Ê. Được hai em để dẫn câu lên đây, không biết đi đạp cái rồi luôn á, dẫn lên rồi mình bòi cá nữa nha các bạn, hai con nữa. Ui bữa nay vô này, vô điểm á, này là nghỉ trưa mấy anh em chuẩn bị ăn cơm. Hai con sao trọng hơn, cá ngon hơn. Hai con trọng trọng hơn không?
hai cho con mình mười mấy con nữa. Các bạn khúc luôn, hai con mình 12 con hay gì rồi. Ủa hình với lăn lại cho chưa sóc lưỡi á, chứ sóc lưỡi trước là xảy rồi. Hai lạng mấy cứng á. Ba lạng không? Hai lạng. Nhái không. Ờ còn cái đợt nãy em dí theo chắc 3 mét à. Làm làm trưa mới qua này các bạn. Nãy đi đường nào? Đường bên này hả? Tao đâu có, tôi quấn vòng éo. Nãy anh qua đó, cái cầu này nè. Cầu ngay này có cái cầu nè. Rồi cầu này gãy nè. Tôi theo ông Google Maps chạy đi, chị chạy đi mất đáy luôn mà. Là đâu nè, đây hả? Ăn lia lịa luôn. Phun mà sao? Nè dọn đây ăn luôn đi chứ đâu. Ủa tôi vô cái ăn cơm luôn hả? Trời ơi, tao trời mà. Giờ mấy anh em ăn cơm cái bò tiếp nữa nha các bạn. Anh tao ăn bún ăn cơm. Nào cũng được hết á. Mà chú làm sao chạy đường đó hay dữ hả? Nãy con đi luôn. Bún cũng được. Vòng đường đó đi. Này đó. Có muỗng là ấy. Chạy riết tao nói mày phun giấy. Từ vô mát. Có muỗng là cơm. Vô tới đây được. Muỗng là cơm. Không, nói chung là cái đường cơm này chắc bụng chứ gì đâu. Nhưng mà có một cái là chỉ là ngay cái điểm mà đứng ra đây thì không biết chỗ nào phải không? Không, Google Maps nó ta gần thấy này, nó chỉ ra bị đường này đâu phải đường chính, con đó có địa chỉ đâu. Chừng em nhà em có địa chỉ kìa, nó mới ghi ra rõ. Nãy anh gửi định vị chứ em gửi định vị ngay đủ rồi, còn có ta. Bây giờ mấy anh em ăn cơm nha các bạn. Trưa. Mày cũng quá tát quá ha. Gần trong bóng cây này ăn cơm. Để. Tao kêu ăn hồi 10 giờ chưa chờ mày vô đó. Nó chạy lên. Cũng mấy ông khuất mặt khuất mày ăn cơm với tụi con. Google Maps chỉ tao qua cái cầu thì nhiên tính quẹo xuống 100 m tới tới điểm cao, tới điểm đến của bạn. Ủa mày chứ lần có nói tới điểm cao không? Dí chạy ngược lên. Ông gò có nói tới điểm cao không? Không. Thôi là chết ở đây. Cái này cái chó dí chạy ngược lên sao lên đây không kêu bạn chạy quẹo trái ra khoảng 100 m tới điểm đến của bạn. Đừng không mà. Mà đi vô khu này vậy là hay rồi đó. Không dắt qua cầu. Ừ. Em có đi bắn chứ thắng ép nhìn lại cái sau cái chữ ngoằn ngoèo không. Sáng mai đi chung đi. A few moments later. Lên cá các bạn. Lên cá. Hello, hello. Rồi có cá nha các bạn. Cá cũng trọng. Quá im rồi các bạn ơi. Thấy nó lùa trong đó ra mà. Lùa đầu năng, lùa ra. Quá đã. Rồi, móc nhái câu tiếp nha các bạn. Quấn lưỡi này. Lưỡi này cũng nhỏ. Lưỡi nhỏ. Quấn nhái cũng nhỏ, không có nhái bự. Bún nhá vô vừa. Nhá nhỏ. Trung luộc lộm.
nha, này bầu bụng quá. Lùa trong đó, lùa ra. Nè, trong đóng năng. Lên. Còn cá không nữa? Còn luôn. Lên hàng nha các bạn. Nhỏ. Nhỏ mà cũng được mập. Vô vỏ nha các bạn. Lên hàng nha các bạn. Lên hàng. Đó. Cái này xíu à. Má đào nữa nha các bạn. Giờ nhỏ gì? Trời ơi, có má đào nha các bạn. Ú, nghỉ mệt cũng có cá nữa. Nãy con cái đằng này chắc mới lớn nha. Ồ. Tới thời được chứ. Để chiếc dép chắc bằng gần bằng hơn chiếc dép xíu. Ê, ngồi chơi đây mà cá ăn dữ ta. Bên kia Linh lên nữa các bạn. Mấy anh em ngồi nghỉ mệt này mình lên cá đã dữ à. Xíu gì cá không? Xíu gì cá không? Ngoài cá là... Ngồi nghỉ mệt cũng lên cũng có cá nữa. Mà nhìn đám vườn đám ruộng đục ngao nữa. Trời ơi, lại mình lên ơi. Cái lan. Ôi chút xíu nữa gãy cái đòn câu mày rồi. Được, ngồi đây chỉ cần ngồi đây cái đi xa đem đây coi lên. Cần đi xa cái cá đem đây nộp vô camera hết rồi coi. Đây bạn, toàn má đào không ha. Các bạn nghiên cứu còn lưỡi má đào không? Thì ngồi đây cái đi ngang cái nọc cá đâu. Không ra chỉ ngồi đây là cá là lên cái đưa ngang lên. Đưa ngang cái lên. Cá dữ thiệt chứ. Không ăn thôi đi lên đây. Đang chờ hồi ông kiếm đây. Toàn dí. Toàn con ký. Quên tăng lên đây. Quên hết nhả ra vô là vô luôn. Tự nhiên nói mới nói cá ăn thiệt. Giật giật. Thiệt không đụ. Để cho chạy đi. Mày được chạy đúng đi đụ mày. Con cá có tay cái. Mới nói ăn thiệt. Tao thờ thì chứ. Cá nằm chờ ngồi chẳng. Cua gốc bạn ơi. À. Lên hàng nha các bạn. Cũng lên hàng hàng, có con cũng lên hàng. Tại
mã đào luôn nha. Về kiếm 5 tỷ. Ví dụ một cuốn cho nó bán cục máy Abu. À, giờ nhóm mình chuẩn bị về nha các bạn. Rồi khe cá. Lên lên giỏ giùm anh cái lên. Đây, cá. Bữa nay bội thu nha các bạn. Wow, thích biết luôn. Con nữa. Một thùng cá. Rồi đây có bạn khách. Cá chết. Để không thấy thì cá chết. Đây bạn Thành. Số lá không người ta. Bữa nay nhóm mình đi mấy chục con cá Thành, bữa nay tươi nè. 4 con. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Các bạn xem video ủng hộ mình cho một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo mới nha các bạn. Rồi 13 về thì. 13 này chặn con cá. Rồi về. Này quá phê rồi.